Bà ơi, lúc này trở về trước linh sàng của bà. Cháu là cháu Tú, cháu Duy, cháu nội của bà đây. Bà ơi, lòng xót dạ đau thương bà, con chẳng biết nói gì. Bà ơi, biết nói làm sao, trước cảnh chia ly bà đi các cháu ở. Bà ơi, biết đến bao giờ mới gặp lại được bà nội ơi. Bà ơi, bao năm qua đi các cháu qua bà như cây bách quế đại thụ để che gió che mưa. Ngày hôm nay thì bà bỏ đi đâu để các cháu âu sầu. Bà ơi, thắp đèn nhang này than khóc gọi bà buổi sáng chia đi. Bà ơi, thế là từ nay bà cháu ta như dòng sông kia cách trở đôi hà bờ. Bà ra đi bỏ cháu Tú, cháu Duy của bà. Bà chẳng nói một đi lời cháu ta phải xa nhau mãi mãi rồi, cháu biết tìm bà ở nơi đâu. Ơi bà ơi, thập mê nén đi nhàng thương mi, cháu Tú cháu Duy xin chắp tay. Con xin vái lạy muôn ngàn lần cầu cho bà xa đi được siêu thoát đi thành nhàn. Bà nội ơi, bà chứng ra đi đổ trì cho cháu Tú cháu Duy trên đời luôn được gặp bà may. Bà ơi, linh thiêng bà về chứng giám độ trì cho hai cháu nội là Tú là Duy ở đời luôn được mạnh khỏe, được gặp may. Bà ơi, còn để giờ phút trống trải này, cháu là cháu gái Nga của bà. Bà nội ơi, than thở đôi lời, con khóc gọi bà. Bà nội ơi, bà ơi, ai đã làm cho, ai đã làm cho cảnh chia ly để cho bà cháu ta, để cho bà cháu ta đi phải âm dương nghi đôi ngả chia ly. Bà ơi, từ nay cháu là cháu Nga, có đi sớm về chiều. Bà nội ơi, còn đâu thấy tiếng nói giọng cười, còn đâu thì bóng dáng thân hình bà nội như xưa. Bà ơi, cháu chỉ mong sao để bà sống
lâu hơn đi. Mong sao bà sống lâu hơn nữa, để rồi có miếng ngọt nì trong được báo đáp đền ơn đi. Bà ơi, ngày hôm qua thì bà chọn tháng chọn ngày, bà chọn lấy một giờ bà ra đi. Bà ơi, bà đi mà chẳng nói một lời, để cho cháu gái lạc ngã trong thảm nghìn sầu, bao nỗi nhớ và niềm thương. Bà nội ơi, giờ phút này đây chẳng biết nói sao cho đủ, cho hà đầy. Không vòng về.
ơi. Mẹ ơi, thư nỗi thư tình cho con gái, con đang ở nơi xa nhà. Tin mẹ qua đời mà như sét đánh ngang tai, con ở đâu mẹ ra đi đột ngột như thế này. Mẹ ơi, ngày một ngày mai con cũng về cửa, con về nhà. Mẹ ơi, đi chẳng còn thấy mẹ ở đâu. Chẳng thấy mẹ nữa rồi, như những ngày xưa. Mẹ ơi, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đâu còn đi. Tình cảm mẹ con đi đành vùi sâu nơi nấm mồ kia rồi. Mẹ ơi, cũng vì miếng cơm manh áo mà con phải đi làm ăn xa. Con kiếm tiền kiếm gạo về trang trải cho gia đình. Mẹ ơi, con chỉ mong sao mẹ sống vui, sống khỏe trên đời, để ngày con gái về nhà có quả con tấm bánh con mang về thì còn có mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, ở nơi xa con gái con hờ gọi. Ôi mẹ ơi, đau lòng hờ, cho con gái trên đời. Mẹ ơi, mất mẹ rồi có khổ hay không? Thiếu ăn đi, thiếu mặc, thiếu đủ đường, mẹ vẫn lo cho các con cuộc sống đủ đầy. Mẹ ơi, mời gia đình con Thu Phượng cùng gia đình cháu Trinh vắng thép trở về đất hương cho địa vị. Ơi mẹ ơi, thế mà con gái thì còn đợi.
Mẹ ơi,